Hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Xe Cổ Sài Gòn của em nha. Hôm nay em về một chiếc xe Wego cực kỳ là dễ thương và xinh xắn. Hôm bữa em có mấy chiếc Wego nhưng mà khi về em đã bán hết rồi. Thì hôm nay lại tiếp tục về một chiếc Wego nhưng mà chiếc xe màu lần này là màu đen nha các anh chị nha. Lần trước em chỉ về màu trắng và màu cam. Thì hôm nay một chiếc xe độc. Và màu hiếm đó là chiếc màu đen. Thì những chiếc màu đen á, nếu như mà mình không có làm điểm nhấn thì nó rất là đơn điệu. Thì anh khách này ảnh cũng dạng thể thao, ảnh cũng thích cá tính cho nên là ảnh đã dán đỏ lên. Cái này là dán nha các anh chị nha. Đây ha, xe thì rất là dễ thương luôn và dễ di chuyển ở trên đường phố cũng như là ở các tỉnh. Thì theo cảm nhận của mỗi người thôi, xe này giống như là xe đi chợ vậy đó các anh chị. Bản này là bản 1.2G số tự động nha các anh chị nha, đời 2018. Xe thì có biển số ở Sài Gòn luôn. Và ngoài ra thì xe này cũng được trang bị rất nhiều, giống như là có bộ body kit nè, có loa súp nè, màn hình nè, camera hành trình, ghế da, và loại lót sàn 3D nha các anh chị nha. Xe bên em thì cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước, bao các anh chị đi chết hãng luôn. Và cái chiếc xe này nhìn nó rất là sờ bọt nha các anh chị. Xe thì có cả cảm biến sau. Xe bên em cam kết không đâm đụng ngập nước, bao các anh chị chết hãng. Đây này, những cái phần này các anh ảnh dán nha các anh chị nha. Cái này là dán nha. Cái này là để các anh dán vô thôi. Nhìn cho nó có điểm nhấn và độc đáo cho chiếc xe. Một chiếc xe màu đen thì nó nhìn nó tối tăm và nó đơn điệu. Thì ảnh đã làm điểm nhấn ha. Ngoài ra thì ghế là cũng ghế da màu nâu ha các anh chị nha. Ảnh là ảnh lót sàn 3D, có gắn nẹp bước chân chống chày đi nha các anh chị nha, nẹp bước chân chống chày. Ngoài ra thì nội thất là anh ốp gỗ luôn ha, ốp giả gỗ nha các anh chị nha. Nói chung là chiếc xe như này nhìn nó rất là cá tính. Và chiếc xe này theo tổng thể em thấy thì nó rất là đẹp và ok nha. Odo của xe này thì chạy được 34.000, có phiếu bảo dưỡng đầy đủ nha các anh chị. Đây ha, Odo xe này chạy được 34.000 nha. Màn hình zin theo xe, nội thất đây các anh, ảnh ốp gỗ lên ha. Đó, anh ốp gỗ lên, số tự động nha các anh chị. Nói chung nội thất anh này anh giữ kỹ lắm các anh chị. Mở cái nội thất ra là nghe mùi rất là thơm luôn. Đó, ghế da các anh chị ha, chạy 34.000, có camera hành trình luôn. Tay lái của Wego chạy rất là êm, rất là mượt nha các anh chị nha. Chiếc xe này giống như chiếc xe đi chợ đây. Em thấy có nhiều anh mua xe này về cho mấy chị chạy cho dễ và dễ di chuyển ha. Thì thường thì phụ nữ thì họ sẽ thích những chiếc xe nhỏ gọn để dê tới dê lui hoặc là tấp vào lề cho nó dễ ha. Xe thì có gập gương điện luôn nha các chị nha. Đây là phần dàn gầm của xe. Đó, em quay như thế này để cho các anh chị nào ở xa mình có thể thấy được gầm máy móc của xe là còn rất là ok ha. Máy móc và hộp số của xe em đảm bảo là xe còn nguyên zin nha các anh chị nha. Phần này là phần để mở cái phần nắp capo nha các anh chị. Đây ảnh dán luôn cái nắp, cái lụm xin lỗi, ảnh dán luôn cái trần và cái nóc ha, cái nóc xe. Nói chung là cái xe này theo tổng thể em thấy nó rất là ok nha các anh chị nha, rất là đẹp luôn. Nhìn nó rất là cá tính nha. Mẫu đôi xe mới chạy 34.000 thôi, màu đen bóng nhưng rất là ngầu. Tại vì thường thì các anh chị sẽ thấy xe thì Wego thì họ sẽ mua màu bạc, màu cam và màu trắng là nhiều, màu đen rất là hiếm. Nhưng mà màu đen thì nói chung thì theo phong thủy của mỗi cá nhân thì mình không thể nói được ha. Miễn là chiếc xe rất là đẹp, rất là ok và chiếc xe còn đẹp, cam kết không đụng ngập máy móc và hộp số là còn nguyên zin nha các anh chị nha. Đây em quay từng con ốc cho các anh chị xem. Xe bên em bao chết hãng luôn nha các anh chị nha, bao chết hãng luôn. Các anh chị hoặc là các anh chị ở xa mà muốn có thợ thầy lên xem xe thì cứ mang lên ha, để kiểm tra xe của em nha. Em bao cho các anh chị luôn á. Với cái giá nó tầm khoảng 300 hơn nha các anh chị nha, thì các anh chị sẽ có một chiếc Wego đời 2018, chạy được 34.000 km, biển số ở Sài Gòn luôn. Số tự động nữa nha các anh chị nha.
Thì các anh chị nào mà đang có nhảy quan tâm về cái dòng xe Wego nhỏ nhỏ này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để góc dưới màn hình đó các anh chị. À, bên em có trao đổi và mua bán luôn. Nên các anh chị nào mà đang có ý định bán xe hoặc muốn đổi xe thì cũng có thể liên hệ với em luôn qua số điện thoại 0902 600 126 nha. Các anh chị ơi, các anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video clip khác bên công ty em ha. Công ty em luôn luôn về những chiếc xe đẹp nha các anh chị nha. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.